Xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay em lên sóng cho anh em một cục công suất của dàn đại Aiqua Japan. Âm thanh của nó cực kỳ hay luôn. Nó ghép không kén bất kỳ một cái loa nào anh em nhé. Nó chỉnh âm sắc của nó rất là đa năng luôn. Ngoài nó chỉnh cái Aiqua đây anh em nhé. Aiqua tất cả các tần số ở đây. Aiqua tần số ở đây. Anh em còn có thể chỉnh được tăng tép này đây. Anh em nhìn vào chữ BB ở đây nhé. BB này đây. 1 cấp, 2 cấp, 3 cấp, 4 cấp. Đấy, tăng tép 4 cấp nhé, tăng bát cũng 4 cấp luôn. Đấy. Rất là ngon luôn, tất cả các núm nút đều rất là êm ái, bấm rất là nhạy luôn, rất là ngon. Volume êm du đó, không hề lẹt dẹt tí nào luôn. Đấy. Con này đánh rất là khỏe luôn. Con này dòng thiết kế để karaoke nên là rất là khỏe. Cái biến áp của nó rất là lớn. Nó đủ nguồn để nuôi loa. Đấy, rất là khỏe. Đây em đang cắn, em vừa rồi em đánh với cặp bát 30 này anh em nhé, bát 30 sang xuôi. Đấy, con này là Z1800 karaoke anh em nhé, đẹp xuất sắc luôn anh em nhìn, đẹp không có điểm chê luôn, hàng bãi mà còn rất là đẹp như thế này. Đấy, cái dàn đèn quai của nó này, màn hình của nó nét căng luôn, như mới luôn anh em nhé. Đấy, rất là sáng và rõ, hiển thị cực kỳ đẹp luôn, đèn đóm đầy đủ. Đấy nhá. Các anh em bấm vào chế độ nào thì nó về đèn đỏ, còn bình thường nó đèn xanh nhé. Đây. Đây dưới này là đèn và hiển thị ở chế độ nhạc anh em nghe ở đây nhé. Đây. Mình nghe chế độ nào mình để chế độ đấy nhé. Còn bình thường mình cứ để menu này, xong mình chỉnh trên này. Đây. Mình nghe như thế nào mình chỉnh như vậy. Âm sắc lên rất là hay luôn nhé. Tiếng của nó trong veo trong vắt luôn, rất là hay luôn, không có ổ xè tí nào mà không có lẹt dẹt tí nào cả. Hàng Nhật nó làm chất lượng rất là cao luôn anh em nhé. Đây có mấy cái chế độ nhạc sẵn ở đây này. Đấy, chế độ disco này là nhiều bát nhiều tép, ít giải chung, anh em nghe nhạc mạnh để disco này nghe này sướng này. FM này, FM con này nó là hàng xuất nên nó chạy được full tần số nhé, dùng cho mọi thị trường luôn anh em nhé. Đây, dò rất là tiện luôn. Đấy, em nhìn số trên màn hình nhé. Giờ nó khuya rồi, chả biết là liệu có bắt được kênh nào. Thì 6,5 này. Đây, trên nóc còn có kính nhé, kính bên trong là có đèn này, đèn đĩa nhé. Nhưng mà riêng cái phần ba ổ đĩa này thì em không test đâu nhé, riêng đĩa mà cái cassette em không làm nhé, nếu mà nó có chạy được em cũng không xử lý đâu anh em nhé, mất thời gian lắm. Mà bây giờ mọi người nghe đĩa với cả nghe băng cassette rất là ít nên em không làm nhé. Đây bên trong có đèn này, rất là đẹp luôn nhé, đèn ổ băng. Đây là FM 6,5 đây.
Em này thì dùng cái dây anten cắm vào đấy bắt đấy. Cắm một cái dây anten anh em nhé. Em kiếm một cái dây anten dài khoảng 50 cm cắm ở đây là sóng bắt cam bắt rất là tốt nhé, trong veo luôn. Cửa đĩa này em nhé, thử lên xem nào, 100 đi, hiện tại còn bắt được không? Trong những chương trình sau vào khung giờ 14:05:23 bắt đài nhét căng vừa nhỉ, 12:07 này, 12:07. Bạn là doanh nhân, viên chức, nông dân, chiến sĩ. Đấy. Ngoài ra con này nó đây nó còn có cả giả giọng anh em nhé. Giả giọng ở đây nhé. Giả giọng. Tính năng giả giọng rất hay. Đây, chỉnh nhanh chậm. Năng là có. Ngoài ra anh em có thể cắm mic nhé. Đây, cắm mic ở đây. Đấy, cắm mic vào đây để anh em có thể hát karaoke được nhá. Đấy, nó thiết kế là karaoke này, rất 1800. Đấy, cắm mic vào đây hết nghêu ngao được anh em nhé. Đây chỉnh to nhỏ mic ở đây này. Đấy. Công suất PMPO của này là 1200W luôn anh em nhé. PMPO. PMPO nó là công suất danh định. Đấy, PMPO 1200W luôn anh em nhé. Rất là đẹp luôn. Đây điểm đo cho anh em chiều cao này anh em về anh nhét loa cho phù hợp nhé. Con này là dàn đại nha anh em nhé, chứ không phải dàn chung nữa nha. Con này dàn đại luôn, nó giả 4 thớt ấy. Đây chiều cao của dàn đại này là 37,5 anh em nhé, ngang của nó size 36. Rất là đẹp nha, trước sau rất là đẹp nha. Nói chung nó được đến 98% nhé, gần như mới thôi anh em nhé. Con này nó là hàng xuất, nó chạy điện đa cầu, nó chạy thẳng được 220V luôn anh em nhé. Đây, hàng xuất điện đa cầu chạy 220V luôn. Đây cái chỗ này là cắm anten FM anh em nhé. Đây nó còn được chỉnh được input vào nha anh em nhé. Đấy, chỉnh to nhỏ vào đây này. Cái này rất là hữu ích luôn nhé. Anh em chỉnh to nhỏ đây này. Đấy, cắm ở đây. Hai đường cắm tín hiệu vào đây nhé. Đây là đường tín hiệu ra đường subwoofer ra loa trầm, nếu anh em muốn cắm thêm loa trầm điện thì cắm vào đây nha. Đây thông số nó đây. Aiqua Tokyo Japan. 120V cho đến 240V. 120W anh em nhé. Công suất tiêu thụ điện là 120W, công suất danh định là 1200W anh em nhé. Đánh rất là hay luôn. Tiếng trong veo trong vắt, rất là ngọt. Con này để cho anh em với cái giá rất là yêu thương nhé. Giá rất là yêu thương. Anh em chỉ cần bỏ ra 1.490.000 nhé. 1.490.000 em để cho anh em cục công suất rất là đẹp và hay này. Dùng cực kỳ ngon luôn. 1.490.000. Nếu mà anh em nhiệt tình chuyển khoản đầy đủ thì em sẽ bao ship cho anh em nhé. Đấy, em nói rất rõ nhé. Nhiệt tình chuyển khoản đầy đủ sẽ bao ship cho anh em luôn. Đấy. Còn nếu mà cốt em vẫn có cốt. Nhưng mà cốt em sẽ không bao ship cho anh em nhé. Anh em có thể cọc cho em vài trăm nghìn. Nhận hàng thanh toán nốt em không bao ship. Đấy, anh em chốt mua hàng liên hệ với em theo số điện thoại 0965748574. Em có nhận ship hàng toàn quốc và bảo shop, cẩn thận cho anh em nhé. Anh em kết bạn Zalo, Facebook của em là Đen Lo Bãi để chúng ta trao đổi thông tin qua đấy cho nó tiện. Rồi, chào anh em nhé.